kính chào quý vị và bà con. Sang hôm nay, gió mùa Tây Nam ở nhiều vùng biển lại mạnh lên, gây biển động. Trên bản đồ trường gió có thể thấy là những đường gió mạnh màu xanh đậm tập trung ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở ra Bình Định và phía Tây của giữa Biển Đông. Đây cũng là khu vực dự báo có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển này trong cả ngày hôm nay sẽ bị ảnh hưởng bởi sóng cao, gió mạnh. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay cũng cần đề phòng với gió rất mạnh cấp 7, cấp 8 và lốc xoáy đi kèm trong mưa. Ngoài ra, mưa xuống cũng khiến tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km. Với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là khu vực có thời tiết tốt nhất ngày hôm nay. Trời ít mưa, nắng nhiều với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió thổi đều ở mức cấp 4 với sóng cao không quá 2 m. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.